Chào các bạn học viên. Vâng, đây là một video sẽ cũng tương đối là dài và kỹ lưỡng, nhưng mà có rất nhiều giá trị, chất xám và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện một chiến dịch quảng cáo Facebook. Và tôi hy vọng rằng các bạn hãy dành thời gian xem nó một cách nghiêm túc và áp dụng nó vào trong công việc của mình. Vâng, đối với tôi là một người làm tư vấn, là một người làm đào tạo. Và tôi xin thưa rằng tôi không dạy làm giàu, mà tôi dạy kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng chạy quảng cáo. Khi các bạn bán được hàng, các bạn kinh doanh tốt, các bạn kiếm được tiền, thì các bạn sẽ tự khắc trở nên giàu có. Và rất nhiều học viên của tôi đã thành công, đã kiếm được tiền, đã trở nên giàu có, đúng không ạ? Vâng. Thế thì video này sẽ nói về một cái chủ đề, đó là các bước để thực hiện một chiến dịch quảng cáo Facebook Ad hiệu quả, hay còn gọi là các bước để chạy quảng cáo Facebook Ad hiệu quả. Ok. Vâng, tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, một chuyên gia về Digital Marketing và Facebook Marketing. Các bạn chắc cũng biết về tôi đúng không ạ? Tôi có kênh YouTube mà PA Marketing, tôi có Facebook mà Phan Anh Online, tôi có website PA Marketing, tôi đã cũng viết được rất nhiều các cuốn sách về marketing online, về Facebook. Các bạn có thể kiểm chứng những cái thông tin như vậy để xem những cái video. Vâng. Khi mà các bạn lựa chọn xem một cái video của một cái kênh nào đó thì các bạn cần phải biết là cái người ta hướng dẫn, người ta là ai, người ta có kinh nghiệm như thế nào và người ta có học vấn ra làm sao, người ta đã triển khai các cái giải pháp, triển khai các cái chương trình như thế nào, vân vân. Vâng, để chúng ta không bị mất thời gian, để chúng ta chọn được đúng những cái nội dung mà nó có chất lượng. Ok, như vậy video này tôi sẽ nói về các bước thực hiện một chiến dịch quảng cáo Facebook Ad đầy đủ, chuyên nghiệp và có file đi kèm. Vâng, ok. Ở đây thì tôi sẽ có một cái file. Vâng, một cái file là các bước để chuẩn bị chạy quảng cáo cho một cái chiến dịch Facebook Ad. Ok. Phần thứ nhất là phần thông tin dành cho nhà quảng cáo. Thế thì phần thông tin dành cho nhà quảng cáo có nghĩa là gì? Ở đây ví dụ như là ai phụ trách, đúng không? Ai làm cái chiến dịch này? Đây là một cái mẫu mà chúng ta có thể áp dụng cho nhà quảng cáo, áp dụng cho nhân viên, hoặc là cho chúng ta chuẩn bị, hoặc là các bạn làm theo cái hướng dẫn của tôi. Ok, ví dụ như đây là Phan Anh, đúng không? Ngày nhận thông tin dự án, vào hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Vâng. Đấy, ngày dự kiến triển khai dự án thì tôi bây giờ nhận đơn của các anh chị, tôi sẽ cần khoảng 3 ngày hoặc 5 ngày. Như vậy là dự kiến đi, mùng 1 tháng 6 năm 2023. Tại sao lại phải đợi đến mùng 1 tháng 6? Bởi vì là hôm nay mình nhận cái yêu cầu của khách hàng thì mình phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về khách hàng, về sản phẩm, về dịch vụ, trao đổi với họ. Chuẩn bị nội dung, chuẩn bị media, chuẩn bị các cái đường link website vân vân nếu có. Có thể là 3 ngày, 5 ngày hoặc là 1 tuần. Chứ còn nếu mà mình lên một cái mình nhận ngay thì chưa chắc nó đã hiệu quả. Tiếp theo, thời gian triển khai mình hỏi khách hàng là bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, kiểu như vậy. Thông thường thì chạy quảng cáo Facebook thì các cái nhà quảng cáo chúng ta cũng không hứa hẹn được nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ chạy thử 1 tháng, 2 tháng. Đấy. Hoặc là có một số những cái dự án thì chúng ta sẽ yêu cầu phải cần 6 tháng. Thế còn khi mà chúng ta chạy quảng cáo hiệu quả rồi thì họ sẽ vẫn tiếp tục làm việc với chúng ta thôi. Đúng không ạ? Vâng. Đấy. Thì chúng ta đưa vào đây, ví dụ như là 1 tháng. Sản phẩm và dịch vụ chúng ta chạy là gì? Hay là đây là 3 tháng, hay đây là 6 tháng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, chúng ta chạy liên tục. Sản phẩm và dịch vụ là gì? Thì tôi sẽ lấy ví dụ ở đây là nhà hàng. Tôi đang chạy quảng cáo cho một số nhà hàng, rồi một số các những người bán hàng về thời trang đấy, và nội thất nữa. Vâng, thì giá bán lẻ của sản phẩm và dịch vụ thì ở đây thì nhà hàng thì nó sẽ không có giá bán lẻ nói chung. Nó sẽ có hàng chục món, hàng trăm món. Nhưng mà ở đây ví dụ như các bạn mà bán một cái sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như là các bạn bán một cái món đồ mỹ phẩm, hoặc là các bạn bán một cái món đồ điện tử, thì các bạn sẽ biết là có một cái giá nào đó.
đúng không ạ? Đấy. Hoặc là các bạn là bán một cái dịch vụ làm đẹp, một cái dịch vụ đào tạo, một cái khóa học, vân vân. Thì vì tôi làm nhà hàng cho nên là tôi sẽ không đo được là cái giá sản phẩm. Thế còn nếu mà bạn là bán sản phẩm dịch vụ cụ thể thì bạn sẽ ghi vào đây. Đấy. Lợi nhuận gộp của nó làm gì? Tại sao mình cần phải quan tâm đến lợi nhuận gộp? Bởi vì quan điểm của tôi là nếu như lợi nhuận quá mỏng thì mình chạy quảng cáo mình có thể có nguy cơ thua lỗ. Bởi vì quảng cáo của Facebook luôn tốn một cái ngân sách quảng cáo rất là tốn. Cho nên là nếu lợi nhuận của chúng ta không đủ tốt thì chúng ta sẽ có thể bị thua lỗ. Vâng. Ở một cái mức mà tôi recommend nó khoảng lợi nhuận nó phải từ tối thiểu từ khoảng 30% trở lên. Tất nhiên đây là một con số, còn các bạn phải liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp rõ hơn. Đấy. Ví dụ như là sản phẩm giá đắt, sản phẩm giá rẻ có khả năng tái mua hay không, đấy, sản phẩm là cái gì, đấy, là cái sản phẩm gì cụ thể, là cái quần, cái áo, cái giày, cái dép, đấy, là bán 2 triệu lãi 40%, nó khác với việc là bán 200.000 lãi 30%, nó rất là khác. Điều này tôi cần biết hoặc là các bạn cần biết để các bạn xác định là chạy liệu có hiệu quả hay không hay là lỗ. Đấy, nha. Ok. Lợi nhuận mong muốn ví dụ như 10%, 20%. Đấy, tất nhiên là chúng ta phải trao đổi với khách hàng hoặc là trao đổi với sếp của mình. Tất nhiên thì sếp thì luôn luôn mong muốn là lợi nhuận nhiều, chạy nhiều càng tốt cho anh, đúng không? Nhưng mà mình phải có một con số để mình áng chừng được cái chi phí quảng cáo. Chi phí quảng cáo nếu mà mình chạy trực tiếp để mà chốt đơn thì nó không rẻ đâu. Nó không rẻ đâu, 20-30% so với doanh số là bình thường. Và chúng ta thấy là vì chúng ta tiết kiệm được những cái chi phí về mặt bằng, chúng ta tiết kiệm được các chi phí về nhân sự rất đáng kể, nên là chúng ta lại phải dồn ngân sách vào chạy quảng cáo nếu như chúng ta sử dụng phương pháp bán hàng bằng chạy quảng cáo. Còn nếu mà chúng ta live stream hoặc là chúng ta đăng bài hoặc là chúng ta vào hội nhóm mà chúng ta bán được thì tuyệt vời, đúng không? Không mất một xu nào thì chúng ta ăn hết cái phần lợi nhuận này. Ok. Đấy. Thì chúng ta điền những cái dữ liệu vào đây. Được chưa ạ? Ngân sách quảng cáo dự kiến, à ví dụ như là 1 triệu một ngày, 2 triệu một ngày, 5 triệu một ngày, 100.000 một ngày, 200.000, 500.000 một ngày là chúng ta đưa vào đây. Ví dụ như cái nhà hàng là tôi yêu cầu là nếu mà đạt được cái mức doanh số như vậy thì tôi yêu cầu phải chạy khoảng 5 triệu một ngày. À. Tôi phải yêu cầu chạy bởi vì là nó có một cái quy mô nhà hàng rất là lớn. Đây là cái mức tương ứng với là nếu mà nó sẽ rơi vào khoảng độ 5 triệu một ngày thì một tháng khoảng 150 triệu, đúng không ạ? Thì nó mới, nếu mà doanh thu khoảng 1 tỷ rưỡi thì nó mới rơi vào khoảng 10% chi phí marketing, hoàn toàn bình thường. Và tiếp theo, đấy, có sản phẩm rồi, có dịch vụ rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nói về chương trình bán hàng. Đấy, ví dụ như là các cái chương trình phễu là gì, khuyến mại là gì, bảo hành, bảo trì là gì, chính sách bán hàng là gì, cam kết là gì, thì chúng ta phải viết vào đây, đúng không ạ? À, khuyến mại giảm giá trực tiếp nếu có, bao nhiêu tiền, bao nhiêu phần trăm nếu có, quà tặng là gì nếu có. Ví dụ như là đi uống bia nhưng mà tôi lại tặng một cái móc chìa khóa, đúng không ạ? Phễu ở đây là uống bia miễn phí, chương trình khuyến mại ở đây là uống một tặng một, ví dụ như thế, đúng không ạ? Hoặc là uống bia tặng món, tặng một cái món mời của nhà hàng. Đấy. Sản phẩm phễu hoặc là sản phẩm đường dẫn nếu có. Thì ở đây chỗ này không phải là cái gì mình cũng phải điền hết, mà ở đây chúng ta sẽ xem là trong số những cái gợi ý của giảng viên thì chúng ta sẽ làm những cái gì. Đấy. Có thể là trong một chương trình bán hàng chúng ta có thể đưa ra hai ba chương trình khuyến mại. Tôi vừa mua một tặng một, hóa đơn trên 2 triệu tôi lại giảm thêm 10%. Đi 5 người tôi lại tặng thêm một thùng bia, tôi lấy thí dụ như thế. Đi 10 người tôi lại tặng thêm một món. Thì đấy là trong tôi có thể ra những cái chương trình rất là phức tạp để thu hút mọi người. Ok. Hoặc là nếu mà các bạn bán hàng hóa thì các bạn phải có chính sách đổi, trả, bảo hành, bán hộ, vân vân. Đấy, rồi thì cam kết hàng chính hãng, vân vân. Thì tất cả những cái này bạn phải ngồi viết ra đây. Bạn ngồi viết ra. Và các bạn nhớ rằng là quảng cáo sáng tạo, marketing sáng tạo là các bạn phải có chương trình thông minh, có chương trình khuyến mại tốt, có chương trình bán hàng tốt.
Ví dụ như ngày trước tôi bán thời trang công sở nữ, cụ thể là đầm bầu, thì tôi đã ra chương trình là mua đầm bầu và tặng đồ lót bầu. Và đồ lót bầu thì rất là khó kiếm được đồ lót đẹp. Tôi đã tư vấn là đặt sản xuất đồ lót bầu, sau đó thì rất là đẹp và rất là sexy, và cho vào hộp cũng rất là đẹp, và sau đó thì tôi sẽ tặng cái món quà đó, tôi sẽ tặng cái món quà đó. Và tôi chạy quảng cáo là mua váy bầu tặng đồ lót bầu trị giá 299k. Thế là khách hàng đang có nhu cầu mua thì họ thấy bên tôi có lợi hơn, họ sẽ mua. Ý của tôi ở cái mục số 10 là như vậy. Và tôi sẽ cho các bạn xem những cái cụ thể. Thí dụ như đây, đúng không ạ? Tôi ra rất nhiều chương trình 68k uống bia tẹt ga. Như chương trình này cũng có một lượng comment đáng kể. Đó. Sau đó thì chương trình đấy cũng không hiệu quả, chưa hiệu quả. Thì tôi lại ra chương trình uống một tặng một. Uống một tặng một, tức là uống một tháp tặng một tháp. Và các bạn để ý nội dung chương trình ở đây. Tôi ra thử thách. Tôi ra thử thách là uống hết hai tháp này, tôi cho 2 triệu, tặng 2 triệu. Và các bạn nhìn thấy tiếp cận khoảng 100.000 người. Và cái số lượt bình luận, số lượt nhắn tin quan tâm tốt, doanh số của nhà hàng tốt lên. Vâng. Thì cái hình ảnh, cái nội dung cái chương trình này, từ nội dung bài viết tất cả như thế tôi viết. Đến cái phần làm nội dung tôi sẽ hướng dẫn. Thế thì ở đây các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những cái này. Và chuẩn bị cái này càng sáng tạo càng tốt, càng độc càng tốt, càng hướng tới khách hàng. Và mình tất nhiên là mình phải tính toán chi phí, bởi vì ở đây tặng là phải tốn chi phí. Nhưng mà mình sẽ phải đạt được cái điểm hòa vốn là bao nhiêu, doanh thu là như thế nào, lợi nhuận như nào để chúng ta có thể vẫn tiếp tục tặng, đúng không? Ok. Hoặc là chương trình giao hàng miễn phí, hoặc là chương trình đổi trả miễn phí, hoặc là chương trình dùng thử miễn phí, hoặc là chương trình hoàn tiền miễn phí. Rất nhiều các chương trình. Tiếp đến là chúng ta cũng sẽ phải đi phân tích và học hỏi đối thủ. Chúng ta sẽ chọn khoảng 5-10 cái đối thủ trong lĩnh vực của chúng ta. Chúng ta biết được fanpage của họ, biết được website của họ, biết được bài đăng của họ, biết được chương trình quảng cáo của họ bằng cách là sử dụng tính minh bạch của trang. Hoặc là vào thẳng trang web. Rồi, thế mình xem giá của họ, mình xem chương trình bán hàng, mình xem chương trình khuyến mại, mình xem nội dung, xem hình ảnh. Mình xem hết những cái thứ đấy để mình so sánh. Nếu mà mình kém hơn họ thì mình chạy quảng cáo sẽ không ăn thua. Khó lắm. Mình phải có những cái lợi thế, và mình xem là cái lợi thế của mình là gì. Ví dụ như mình lợi thế nhờ quy mô, mình lợi thế về cơ sở vật chất, mình lợi thế về tiền bạc, mình lợi thế về chính các cái tất cả những cái công nghệ, thì mình phải khai thác thật mạnh cái lợi thế đấy thì mình mới đánh được đối thủ. Mà chưa kể đến là thị trường năm nay rất là khó khăn, kinh tế vĩ mô rất là khó khăn. Đó. Được chưa ạ? Sau đó chúng ta học được đối thủ rồi, chúng ta học những cái điều hay của họ, chúng ta theo cái chiến lược là họ như nào thì tối thiểu mình phải bằng họ, không là mình phải hơn họ. Thì chương trình của chúng ta sẽ tự khắc hiệu quả. Lúc này đến phần chúng ta chuẩn bị nội dung bài viết, hình ảnh bài viết. Ok. Thế lại quay sang đây, đúng không ạ? Lại quay sang đây. Các bạn để ý, đúng không ạ? Chương trình là uống hai tháp, là tôi sẽ tặng 2 triệu nếu mà uống hết. Rồi chương trình là uống một tặng một, chỉ có 75.000 thôi, vào nó uống thoải mái. Đúng không ạ? Karaoke miễn phí, màn hình cỡ lớn, xem bóng đá miễn phí, không gian rộng rãi, rồi âm thanh ánh sáng ngoài trời, DJ chuyên nghiệp, vân vân. Menu thì giá rẻ. Đây là những cái thông điệp mà tôi lựa chọn. Đầu bếp thì 4 sao và giá thì chỉ có 2 sao thôi. Thế thì tất cả những cái thông điệp như vậy, thì trong cái phần mà mình viết ở đây. Mình dựa trên những cái này mình đã chọn những cái thông điệp chương trình bán hàng rồi. Thế sau đó mình bắt đầu mình viết content, đúng không? Mình viết content và mình làm hình ảnh. Hình ảnh có logo, có nhận diện thương hiệu, có thông điệp, có màu sắc rất bắt mắt.
Sau đó thì mình viết, và đây là nick tôi viết đây, chương trình hát karaoke, ngón món ăn vân vân, địa chỉ vân vân, và chạy thì chúng ta nhìn thấy chạy thì đây vừa chạy hiển thị, vừa chạy tương tác bài tương tác, vừa chạy tương tác tin nhắn, và cái lượng khách hàng quan tâm đến chương trình cũng khá là tốt. Tất nhiên nếu khi bạn đổi chương trình một cái, khi bạn đổi chương trình một cái thì hiệu suất nó lại bị kém đi, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn thấy cũng là chạy đây, nhưng mà chạy chương trình tôm hùm 399k thì lại không thấy ai quan tâm mấy. Đấy, chưa thấy ai quan tâm, đúng không ạ? Thế là do chương trình cái này thì chưa chạy thì không nói. Ok, vậy mình phải chuẩn bị các cái mẫu quảng cáo ở đây là bao gồm là phần ngôn ngữ, mình gọi là phần text tiếng Anh này, phần hình ảnh, photo, phần video nếu có, đường link website nếu có, tất cả những cái đấy mình biến nó thành media và sau đó mình đăng lên bài để mình chạy. Mình phân chia ngân sách, thí dụ như bây giờ mình có 2 triệu một ngày thì mình phải chạy tăng like bao nhiêu tiền, mình chạy hiển thị bao nhiêu tiền, mình chạy tương tác bao nhiêu tiền, mình chạy remarketing bao nhiêu tiền, chứ không phải 2 triệu là mình bổ hết vào bài đấy, chỉ chạy một bài tương tác tin nhắn duy nhất, không phải. Mình phải phân bổ nó ra theo tỷ lệ, và cái tỷ lệ đấy là như thế nào thì các bạn phải liên hệ với tôi, đúng không ạ? Cái tỷ lệ để làm sao mà mình có thể hiệu quả, vừa tăng like cho page, vừa làm hiển thị thương hiệu, vừa chạy bán hàng, vừa remarketing, mình chia nó ra. Rồi thì fanpage mới với fanpage cũ nó khác nhau, nhà hàng mới với nhà hàng cũ nó khác nhau, bạn mới chạy với lại bạn chạy 5 năm, 7 năm rồi nó khác nhau rất nhiều. Ok, đến phần nhắm chọn đối tượng thì mình cũng phải chuẩn bị luôn. Đối tượng mình định chạy như nào, mình chạy rộng từ 18 đến 50 ở khu vực, mình có thả ghim hay không, sở thích, thói quen, hành vi, chạy rộng hết hay là chạy theo hẹp hay là chạy chia ra, thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình khoảng 3 nhóm đối tượng để mình thay đổi nhóm rộng, nhóm trung bình và nhóm hẹp đó. Thì mình tưởng tượng hết rồi ra đây mình viết vào đây. Ok, một số những cái KPI tức là chỉ số đo lường hiệu quả dự kiến, ví dụ giá thầu dự kiến, CTR dự kiến mình phải áng chừng được, đúng không ạ? Giá thầu tương tác bình quân, giá thầu một tin nhắn bình quân, giá thầu một bình luận bình quân, tin nhắn đây, giá thầu cho một số điện thoại bình quân, CTR tỷ lệ chốt đơn dự kiến, ví dụ 15% thì sao, 20% thì sao, 25% thì sao, hay là mình chạy 2 triệu tiền quảng cáo một ngày thì doanh thu sẽ tăng lên được bao nhiêu tiền, hay chạy 5 triệu quảng cáo một ngày thì doanh thu sẽ tăng được bao nhiêu, mình phải áng chừng. Tất nhiên là những cái này mình phải áng và cần có một khoảng thời gian để đo, có thể là vài ngày, có thể là 1-2 tuần, tùy vào sản phẩm, tùy vào dịch vụ cụ thể. Mình cũng có thể xem là tỷ lệ tái mua của khách hàng nếu có, đúng không ạ? Giá trị của khách hàng trọn đời là như thế nào, chúng ta cũng cần phải tính. Đo ở đây có thể đo áng chừng cả tỷ lệ tái mua nữa, và tỷ lệ tái mua và giá trị khách hàng trọn đời thì chúng ta phải tính giá trị khách hàng trọn đời. Rồi đến bước tiếp theo là chúng ta chuẩn bị tài khoản quảng cáo. Video trước tôi đã hướng dẫn về chuẩn bị tài khoản quảng cáo rồi, đúng không ạ? Chuẩn bị thẻ, chuẩn bị tiền. Đấy, các cái vấn đề đang chạy nó đá thẻ, đang chạy nó chết tài khoản. Đấy, rồi thì chuẩn bị các cái nick Facebook ảo để đi shooting bài. Đấy, xong rồi chạy thử nghiệm và đánh giá. Đó, thì những cái phần này mình phải chuẩn bị sẵn hết nha. Khi đăng một bài lên, bắt đầu mình mới share. Như tôi có sinh viên trong tay, tôi nhờ bảo các em vào đây comment hộ thầy, đã mua rồi, đã ăn rồi, tốt lắm, đẹp lắm, ABC. Đấy, xong bắt đầu share tiếp trên các hội nhóm để nó tăng được cái lượt tương tác tự nhiên lên organic. Xong mình comment khoảng 20-30 cái nick ảo vào, comment một cách hợp lý, khéo léo, xong bắt đầu mình chạy. Thì mình chạy như thế thì cái hiệu quả nó mới ngon, đúng không? Và cái giá thầu CPM nó mới rẻ. Đấy. Thế thì tiếp theo là mình phân công công việc cho các nhà quảng cáo. Người thì chuẩn bị tài khoản, người thì chuẩn bị fanpage, người thì chuẩn bị nội dung. Hoặc là nếu mà mình có một mình thì mình phải làm hết tất cả những cái thứ đấy, đúng không?
hình ảnh, đường link website. Ví dụ như là cái nhà hàng đây, nhà hàng Đại Nam. Thì toàn bộ những cái bài viết như thế này, những cái bài viết như này là tôi viết hết. Hình ảnh tôi lấy sẵn hình ảnh của nhà hàng, tôi đưa vào đây tôi viết. Tôi viết để làm gì? Để tôi chạy truy cập web, để khi người ta vào đây người ta đọc thông tin một cách đầy đủ. Đây, nhà hàng Đại Nam, được chưa ạ? Phụ trách truyền thông và marketing, Mr. Phan Anh, nhìn thấy chưa ạ? Tôi viết hết, tôi có thể tự tin về điều đó. Còn ảnh thì của họ, tôi chỉnh thôi. Sau đó bài quảng cáo cũng như vậy. Bài quảng cáo đây, ảnh tôi cũng phải làm, bài tôi cũng phải đăng, và chạy tôi cũng chạy. Và doanh số bán hàng là người ta đến nhà hàng đông hơn, tăng lên gấp nhiều lần, ít nhất là 3-4 lần khi mà bạn chạy chương trình, và hoàn toàn có thể tăng được nữa nếu như mà doanh số ban đầu thấp. Vâng, còn nếu mà bạn doanh số cao rồi thì tôi không thể tăng lên 3 lần được. Ví dụ như là có một cái nhà hàng chị bạn tôi nhờ là doanh thu 3 tỷ rồi, bây giờ thầy làm nào lên 4 tỷ thôi thì được, chứ còn bảo là 3 tỷ ra lên 10 tỷ thì chịu chết, thầy cũng bó tay chấm com. Đấy, mình chuẩn bị hết ra nhá, kế hoạch đặt quảng cáo, công việc khác vân vân, chuẩn bị mẫu báo cáo. Mẫu báo cáo thì có những cái chỉ số ở phía bên trên ấy, làm mẫu để gửi, chụp màn hình gửi, chụp màn hình gửi. Ok, đấy là các cái bước để chạy quảng cáo chuyên nghiệp và cũng hiệu quả cho các bạn. Và nếu như các bạn cần tư vấn và trợ giúp thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua Facebook đây, hoặc là số điện thoại đây. Tôi thì rất là mong muốn được đào tạo, tư vấn, coaching 1-1 cho các anh chị và các doanh nghiệp, triển khai các hoạt động marketing cho các doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh. Tôi nhận được, chúng tôi có công ty, có đội ngũ media, có đội ngũ chạy ad. Vâng. Và tôi cũng đã làm cái việc này rất lâu năm rồi. Các bạn có thể check thông tin về tôi rất là rõ ràng và minh bạch. Xin chào.